Ngày 8 tháng 3, ông Đoàn Văn Nhanh, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Vườn Quốc gia Tràm Chim cho biết, sáng ngày 7 tháng 3, có 4 con xéo về Vườn Quốc gia Tràm Chim kiếm ăn tại phân khu A5 sau 2 năm phán bóng. Chúng đáp xuống bãi ăn khoảng 30 phút rồi bay về hướng phân khu A4. Vườn Quốc gia Tràm Chim là một trong những nơi xéo về kiếm ăn trong suốt hơn 30 năm. Tuy nhiên, số lượng xéo về mỗi năm đang giảm dần do nhiều nguyên nhân, Lần gần đây nhất xéo về vườn quốc gia Tràm Chim là vào năm 2021 với ba con. Sự trở lại của bốn con xéo đầu đỏ là minh chứng cho hiệu quả của công tác bảo tồn xéo đầu đỏ tại vườn quốc gia Tràm Chim. Để bảo vệ và thu hút xéo quay lại, vườn quốc gia đang thực hiện các biện pháp như theo dõi 24 trên 24 giờ tại các khu vực xéo từng kiếm ăn, tăng cường tuần tra giám sát các tuyến đê xung quanh, chuẩn bị nguồn thức ăn phụ khi quần thể xéo ổn định.